Dạ, con xin kính chào quý cha, quý thầy, quý sơ và toàn thể quý khách ạ. Hôm nay con xin quay mẫu bình bánh thánh và chén thánh bên xưởng con cho quý vị xem và tham khảo ạ. Đây là đơn hàng của quý vị con xuất trong buổi sáng hôm nay, cho nên là con quay sơ qua cho quý vị xem một chút ạ. Con xin giới thiệu, đây là mẫu chén thánh hoa. Chén thánh hoa chân tròn có chiều cao là 24 cm, miệng là 10 cm ạ. Bên trong đây ạ. Chân là 13 cm ạ. Quý vị xem bên chân bên trong của chúng con có một lớp bảo vệ đấy ạ. Rất là dày dẫn và chắc chắn, nó không giống của hàng miền Nam đâu ạ. Hàng miền Nam thì sẽ võng hơn, còn đây của chúng con đây ạ. Từng chi tiết một đây ạ. Hôm nay có thời gian cho nên là con quay chi tiết cho quý vị xem để quý vị tham khảo ạ. Mẫu chén này thì là mẫu mạ vàng 24K chuẩn bên xưởng con đấy ạ. Cái chén này là chiều cao là 24 cm, còn đĩa là 14 cm ạ. Đĩa thánh đây ạ. Đĩa này mà đặt lên thì ra cao 25 cm ạ. Còn bên cạnh này là mẫu bình trơn. Bình trơn này thì cao 23 cm ạ. Hàng này là mẫu rẻ bên xưởng con đấy ạ. Bình này cũng vậy ạ. Tất cả những cái bình loại rẻ loại đắt thì con bán sẽ công khai ra cho quý vị để quý vị xem. Quý vị có nhu cầu mua tất cả các cái sản phẩm bên con thì cứ alo cho con theo số điện thoại là 0975 137326 ạ. Con xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở video tiếp theo ạ. Cái mẫu bình bánh thánh này thì con vẫn thường quay cho quý vị xem rồi đấy ạ. Cao 25 cm và chiều từ chân cho đến miệng bình thì có 20 cm thôi. Miệng bình là 12 cm ạ. Con xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở video tiếp theo ạ.